Chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Đấu Trường Ẩm Thực Nhí. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng đón chào người mẫu ảnh Phương Lan. Em là người mẫu ảnh đúng không? Em đi dạo đây em bớt đi diễn rồi đúng không Lan? Hôm nay mình đi nấu ăn mặc đồ với em không em? Tại vì hồi xưa á, khoan mình nghĩ hồi xưa là tại vì em đã từng là thí sinh em thi rồi. Cái xong giờ em được mời mà em nghe nói là Ẩm Thực Nhí thì em nghĩ là chắc là các bé sẽ là thi. Thì em quay trở lại em nghĩ là em được làm giám khảo anh hiểu không? Mấy bé ngày hôm nay làm giám khảo em là thí sinh nó cứng. Thì đó em tự vậy em mới nói cái bạn stylist này đó bút cho em một bộ đồ kiểu quyền lực á. Không mà nhờ bộ đồ này anh cảm ơn em rất là nhiều. Nhờ cái bộ đồ mà bèo vậy anh mới giấu được cái cuốn kịch bản của anh. Nãy giờ anh không có thuộc thoại. Thì đó, là tự tố cá luôn hả? Thì đó, mặc đồ gì bớt ăn cắp giặt đồ giùm anh là sợ giấu trong đây muối đường bột ngọt đó anh mà. Tại vì em sắm cũng cực đó, sắm đường, ngũ vị hương đồ này nọ. Mà sợ bé nó bỏ vô mấy cái khe đồ nè nè. Bây giờ anh cho em miếng giá, em muốn nước được không? Được luôn nha. Thì đó. Rồi bây giờ đồng hành với diễn viên Phương Lan đó chính là Vũ Công người Vũ Công Hồ Việt Trung. Cái gì vậy Lâm? Anh thấy hai bé này nhảy cưng không? Nhảy hay hơn anh luôn đó. Mốt anh đi hát cái anh hú hai bé này theo nhảy phụ họa được không? Bắt đầu qua dạy chú nhảy được không? Đó, được không? Không, nhảy đẹp anh nhảy tôi gớm quá anh thôi. Và để đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau chơi trò chơi. Để chúng ta cùng chọn đội với nhau. Chơi trò gì? Chơi trò chơi. Bây giờ sẽ ra một câu đố. Đố hả? Và điều quan trọng ngày hôm nay, khi mà ai trả lời đúng câu hỏi ngày hôm nay thì người đó có quyền chọn bé và sẽ thi đầu tiên. Chúng ta cùng đến với câu hỏi ngày hôm nay. Tại sao khi bắn súng, người bắn súng phải nhắm một mắt? Bắt đầu. Đen, đen, đen. Tại sao? Tại vì nhắm hai mắt thấy đường đâu mà bắn. Đúng rồi. Thì bây giờ Phương Lan đã trả lời đúng câu hỏi này rồi. Phương Lan ơi, em hãy chọn một bé trong hai bé này đi. Em thì tên Lan, em qua Lan cho nên là em chọn qua Mai. Rồi Mai con qua đây. Rồi bé Xuân qua đây. Đó. Và phần thi đầu tiên thuộc về người mẫu ảnh Phương Lan. 20 phút thử thách đang chờ đón nghệ sĩ chúng ta. Nấu một món ăn các bé yêu thích với các thành phần nguyên liệu và sự hướng dẫn của bé. Trong khi đó, nghệ sĩ còn lại sẽ bất ngờ đặt ra những thách thức khó đỡ. Hãy sẵn sàng bước vào đấu trường ẩm thực nhí. Trước mặt người mẫu ảnh Phương Lan là chiếc cần xé. Trong đây có cái nguyên liệu bí mật trong đây. Con, chú đếm 1, 2, 3. Con hãy mở ra để cho cô Phương Lan biết trong đây là cái gì nha. 1, 2, 3, mở nha. Wow. Ủa là đây là bánh ướt hả? Bánh ướt. Tưởng cái gì khó khăn lắm. Tạm giới thiệu mọi người, quê em là gốc Huế luôn. Là chả anh em với lại rủ. Em gọi điện thoại tiếp chả anh em tới nhà có nước mắm luôn. Ăn thôi, chứ đâu cái gì. Đâu dễ thôi. Dễ, em đi về đi cưng. Thôi để cô giáo nói đi. Ngày hôm nay cô giáo muốn giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả món ăn gì đây? Dạ đây là món bánh ướt thịt nướng sả. Bánh ướt thịt nướng sả. Thường người ta bún thịt nướng chứ ha, chứ ai mà bánh ướt ăn cái thịt nướng hả? Thì đó, bé sáng tạo mà em. Có ngoài những nguyên liệu trên bàn này thì chúng ta còn những nguyên liệu gì để hoàn thành món đó con? Dạ 400g thịt nạc lưng, 400g bánh ướt, 2 cây sả, 50g hẹ, 1 gói sốt thịt nướng, 1 miếng rau mùi. Tiếp theo là ớt sần. Cái này, đây là cái món này là con ăn ở đâu hay là nhà mẹ làm cho con? Dạ cái này là mẹ chỉ cho con làm. Mẹ chỉ con làm. À con không biết. Đây là bánh ướt nhà làm. Bánh ướt nhà làm. Phức tạp như mẹ làm. Và bây giờ 2 phút dành cho Phương Lan. Bắt đầu. À về thịt đúng không? Đi kiếm thịt. Lấy cái thứ hết cho đây con dao cắt thịt ra. Ừ. Cắt ra. Này phải mỏng á. Cái gì vậy? Wow. Nhưng mà tiện lợi quá chị nghe. Trời. Quá trời cái áo đó anh sẽ hỗ trợ em. Ok. Em bém hai cánh dơi thì quay, bém hai cánh dơi thì quay, hiểu không? Hả? Thôi anh thấy gì được nè em ơi. Được không? Được. Ủa rồi cái thịt này là giờ mình sao bắt sao cái thịt nướng đó. Mẹ cắt ra. Cắt ra. Mình cắt khoảng bao nhiêu lâu nữa con? À vậy đúng rồi, cô đem đi ướp gia vị đi cô. Cô đi ướp gia vị đi cô. Cô ướp gia vị đi. Bao nhiêu muỗng nè? Một muỗng đúng không? Ướp hết đi cô, con canh sẵn rồi.
Ồ cái màu đẹp quá. Rồi sao nữa con? Anh em thử không? Không em không. Ờ dạ tiếp theo là đi ở hả xã vào chảo dầu nóng chiên giò. Mình đi hâm cái chảo dầu đi. Anh hiểu không? Thường thường ở nhà em mà nấu ăn là những em thư giãn vậy đó. Cho nên là em không có cái sự vội vàng. Vội vàng thì em rớt đây em. Cô ơi, xã mình phải đập dập hoặc bờ nguyễn đó cô. Đập dập hả? Mấy cái đập này phải cần dùng lực rất là nhiều. Anh Lâm, anh đập giùm Lâm em đập. Đúng rồi đó. Không em ơi, anh ăn tiền MC thôi chứ không ăn tiền mấy này cưng ơi. Đập đi em. Trời ơi, phá hoại. Thấy nghệ chưa, nghệ chưa, nghệ chưa. Hay quá nè. Rồi, bây giờ là tới cái gì nữa? Dạ, đi nướng thịt. Biết dùng không Lan ơi? Đây, thì bây giờ nè. Rồi, sao nữa con? Dạ, tiếp theo là bỏ. À, bánh nướng. Chiên. Chiên bánh nướng hả? Chưa cô. Chưa làm gì? Dạ, để bánh ướt mặt phẳng. Để bánh ướt lên mặt phẳng. Đây, đây. Mặt phẳng là cái gì? Không, cái mặt của anh là mặt sữa nha. Nè, bánh ướt. Lan. Ê nha, đánh đó em. An toàn vệ sinh phẩm của em đâu? An toàn là... Thì nè, ở đâu đây đồ an toàn? Em ơi, cái móng tay của em hiện tại rất là dài em nha. Nha em nha, rất là dài luôn anh Trung ơi. Em đừng lo, đã có bao tay. Hiểu con này. Qua đây giờ đó, em. Hãy xem đây. Ủa, nhìn xem gì? Dừng tay lại. Gì anh Trung, em còn hết thời gian anh. Nhưng bây giờ là thử thách. Rồi bây giờ nè, em vừa tạo kiểu mà em vừa, đây anh chụp hình luôn. Em vừa tạo kiểu mà em vừa làm vừa cuốn vừa tạo kiểu để anh Trung chụp hình 54 em. Ủa, chúng nghề của em rồi em sao vậy Lan? Không phải, anh kêu diễn là diễn nha. 2 phút, bắt đầu. Rồi, hay quá, rồi vừa nhìn máy mà vừa cuốn nha. Rồi, không cần nhìn dưới. Lên, rồi cuốn đi, vừa cuốn đi, cuốn đi, nữa. Đó, thành công. Đó, thành công. Thành thái lên, ừ, cuộn đi. Được chưa? Ừ, trời, trời đẹp quá, được chưa? Tiếp theo cô đi tạm hắt xì dầu. Nè, tạo kiểu bánh hắt xì dầu. Rồi, hắt ra đâu, hắt đẹp nha. Hắt ra đẹp nha, phải hắt xì. Hắt xì, hắt xì dầu. Rồi, đó, đẹp quá. Rồi, ba. Hắt xì dầu. Rồi, đem đi áp chảo. Áp chảo, áp chảo. Hay quá ha. Rồi, tạo dáng chưa? Cười. Cầm cái đó lên, cầm lên, cầm lên, ừ đó. Rồi, đến miệng nè, đến miệng nè, gần đến, ừ đó. Để lên miệng cái kiểu nó đẹp nè. Uống nè. Đó, mình đang uống nè. Uống nè. Uống nè. Nhấp vào luôn, nhấp vào luôn, nhấp vào luôn. Thôi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, bây giờ áp chạo đúng không? 2 phút. Hết. Hết. Rồi, anh về trở của anh. Rồi, chúng ta còn 5 phút thôi nha, Phương Lan, mẫu ơi. Rồi, rồi. Rồi, sau nữa nè, áp chạo nè, nè, đó, mình bỏ lên. Mình bỏ lên, mình áp nè. Đúng rồi đúng không? Dạ. Chuyện quá rồi sao nữa con? Dạ lấy thịt ra. Ủa thịt hồi nãy sao mình không có nêm gì chân hả? Dạ hồi nãy ướp gia vị trong sốt nước nó có sẵn à, rồi. À cái nước sốt đó là có nêm trong đó rồi. À chú không biết, chú tưởng là nãy chưa thấy nêm gì hết trơn á. Một phút cuối cùng. Vậy bây giờ tự trang trí hả con? Dạ. Ra mùi, ra mùi. Không rửa luôn, không rửa luôn. Ủa cái này lửa đâu? Sâu trà bỏ lửa luôn. Em ơi rửa chứ phải giặt đồ em ơi. Nhẹ nhẹ thôi, đúng anh rồi. Anh còn bao nhiêu giây nữa? Hay quá, xong rồi. Lan ơi, nước chấm đâu Lan? Nước chấm đây đây đây. À, em đã chuẩn bị sẵn rồi đúng không? Đúng rồi, nước em từ trong áo thì ra. Em là hú gì? Ai nấu mà cũng được ghê. Thịt chín ngon á con. Con không ăn làm sao con? Dạ ăn hay cũng ngon nhưng mà không ngon bằng mẹ. Ví dụ mẹ con mừng thì món ăn bao nhiêu? Dạ 9.5. Đúng rồi, 9.5 quá ngon. Em cảm nhận được cái vị vàng ươm của nó nè, không khét cũng như là rất là hấp dẫn. Vừa ăn ngon miệng. Cái này thì nó mềm mềm, giòn giòn, ngon. Và bây giờ để biết kết quả của người mẫu Phương Lan như thế nào, chúng ta cùng đến với phần thi của vận động viên thể hình Hồ Việt Trung. Một, hai, ba.
Wow. Ủa bắp hả con ơi? Dạ. Ngày hôm nay con sẽ giới thiệu đến tất cả khán giả món ăn gì đây? Dạ hôm nay con sẽ giới thiệu món ăn cơm chiên chân trâu. Cơm chiên ủa ủa sao có làm cái món này? Ủa con ơi, con có lộn là trà sữa chân trâu đường đen không con? Có lộn không? Dạ không. Ngoài nguyên liệu này thì con còn những nguyên liệu gì khác nữa không? Dạ là thịt heo, hành lá, bột năng, các loại gia vị, cà rốt, tỏi, nước mắm. Rồi. Hết rồi. Hết rồi. Nói chung là nghe cũng rất là đơn giản đúng không? Ừ, dễ. Bây giờ 20 phút dành cho Hồ Việt Trung xin phép được bắt đầu. Làm gì trước con? Dạ, chặt thịt nhuyễn ra. Chặt thịt nhuyễn. Băm. Người ta chặt nó băm kệ người ta đi đây rồi. Anh Trung, anh phải rửa tay. Hồi nãy em rửa tay. Anh chưa làm gì mà ok. Em đừng vội vàng. Anh không vội thì thôi, em đừng vội vàng. Anh rửa này, anh nhảy là Rồi, anh gì tình nữa ai không? Rồi. Ủa sao rửa mà không có khăn lau vậy? Khăn đâu? Khăn lau đâu? Lỡ rồi chơi luôn. Rồi, sao nữa cưng? Chặt thịt đấy chú. Chặt thịt. Mình băm thịt nhuyễn nha chú. Nếu mà băm thì mình có cái máy xay tố trong kia, mình xay cho nhanh đi anh. Anh ơi, băm chưa cực kỳ. Có cái máy xay nè. Xong rồi. Trời ơi, cái gì mà nhanh quá vậy? Ồ anh ơi. Anh chú ý với anh nè. Trời ơi. Dạ, Linh lấy thịt đi chiên. Thịt đi chiên. Nêm miếng gia vị. Nêm miếng gia vị. Rồi cho cái tô, xong. Nêm gì cơ? Dạ, miếng gia vị. Miếng gia vị? Là miếng gia vị là miếng gì? Là miếng gia vị. Là miếng gia vị. Tự bỏ tự xử luôn đúng không? Đúng rồi, một miếng gia vị. Rồi, ok. Được rồi. Trộn được không con? Dạ. Vậy trong khi chờ đợi ta bắt cái gì? Bắt chảo lên nha. Bắt chảo. Bắt chảo cho nó nóng đi anh. Tiết kiệm thời gian chú ơi, chú bắt nước sôi sẵn luôn đi. Đúng rồi, bây giờ bắt thêm nước sôi lên nữa. Nước sôi để làm gì vậy con? Dạ luộc bắp với cà rốt chú ơi. Rồi tiếp theo là cái gì nữa con? Dạ mình bỏ thịt vô chiên. Bỏ thịt vô chiên đi nào. Trời ơi anh ơi, em rất là đói bụng luôn rồi anh Trung ơi. Anh mới vừa ăn hết nguyên cái dĩa có nước luôn á anh. Rất là ngon, thật sự món ăn rất là ngon. Thịt hơi mặn. Trời ngon luôn. Thôi hai chị em nè, chị Ngã em đang hiểu không? Để yêu thương nhau, đập bọc nhau. Ôi anh ta thật là khéo tay. Hey, rồi gần tay lại. Thế là diễn viên Phương Lan đã bấm chuông. Lan ơi, bây giờ sẽ có thử thách gì cho anh Trung đây? Em nghe nói là anh diễn hài rất là vui, cho nên là em muốn được thấy anh vừa nhảy vừa trở thành. Trong vòng 2 phút bắt đầu. Music. Có chừng khép nha anh ơi. Wow, 2 phút quá. Hết rồi. Anh ơi, anh gấp lẹ và anh bắt đầu luộc đi. Luộc rất là lâu anh nha. Chú, hồi nãy chú quên công đoạn lăn bột rồi. Sao con không nhắc? Tại vì con thấy chú nhảy mê quá. Thôi, không nhắc. Trời ơi. Con là cô giáo mà con không nhắc luôn. Rồi bây giờ dĩa bột này sao đây? Dục. Ai dục? Con bé này nó duyên nè. Ê, con, trời ơi. Đó chính là mình làm gì nữa con? Dạ cuộn cơm lại á. Cuộn cơm lại. Mình cuộn sao, cơm nấm á hả? Dạ. Chuồn một lỗ để nhét thịt vô. À. Trộn vô luôn. Màu sắc là hấp dẫn hết đó. Xanh hấp dẫn là tím vàng rồi luôn. Đây. Ôi đẹp quá. Một viên. Ồ, khéo tay quá không vậy? Ê Lan, khéo nhà sang nha. Để hết rồi coi chú. Mới khen té hen luôn hết trời. Chú ơi, không ấy chú bỏ cơm lên cái muỗng đi cho nó gọn. Bỏ cơm lên cái muỗng? Dạ. Muỗng này đúng không? Dạ. Rồi bỏ cục thịt lên hả? Dạ. Rồi bỏ cục thịt lên. Thì thôi bớt tô cơm, ăn cục thịt đi trời. Khi cái muỗng chụp thịt không có công cui rửa rồi chứ ai rửa. Ba, hai, một,
hết giờ. Đây các bạn thấy không, món ăn này tân tây nhìn thấy được quê hương chúng ta, những chiếc xà lan chở xà bần rất là nhiều đó, có gạch ống xi măng đồ rất là nhiều. Không, con ở nhà mẹ con có làm giống vậy không? Dạ không. Không đúng không? Con thấy món này sao? Dạ nó sáng tạo á chú. Sáng tạo đúng không? Ừ, là mọi người được một muỗng thôi nha, không ăn muỗng thứ hai đâu. Bây giờ mọi người thử giùm cho MC đi nè. Được không? Hơi mặn nha, nó rất mặn. Em nghĩ là phải có cơm kìa. Đấy, canh dừa rồi. Nó quá dở mọi người ơi. Nó quá dở chứ tiên nhanh đây. Em phân tính là cái chân thịt nó quá mặn. Thứ hai là nó chiên ở ngoài nó bị cứng quá. Đó là cái vị mặn luôn. Mặn mà nó quéo cái lưỡi luôn, nó quéo cái lưỡi gà lại. Mặn. Người ta kêu là mặn mà đó em. Mặn mà đây, cái lưỡi gà như vậy. Khi mà em bỏ món ăn quanh vô thì em sẽ bị như vậy. Bị như vậy. Nó quéo lưỡi, mặn quéo lưỡi. Nó mặn quéo lưỡi lại luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả ngày hôm nay. Kính thưa quý vị các bạn, sau một thời gian thưởng thức thì bây giờ MC cũng như là tất cả mọi người ở đây đều có thể cho được ý kiến món ăn nào ngon nhất ngày hôm nay. Thì một món ăn là vừa ăn và ngon miệng, và một món ăn là mặn quéo lèo queo. Quéo lèo queo. Và giải nhất chúng ta không ai khác đến chúng ta, người mẫu ảnh Phương Lan. Chúc mừng em. Đừng nói em nghe đây người mẫu ảnh luôn nha. Kính thưa quý vị các bạn, sau một thời gian thưởng thức thì bây giờ MC cũng như là tất cả mọi người ở đây đều có thể cho được ý kiến món ăn nào ngon nhất ngày hôm nay. Thì một món ăn là vừa ăn và ngon miệng, và một món ăn là mặn quéo lèo queo.